Chào các bác nhé, hôm nay em giới thiệu cái máy quy trượt của ZOB hàng Mỹ. Điện của nó là hai điện 120V, điện 120V. Cái này là cái lưỡi 254. Máy thì nó cũng khoảng mới khoảng 95%. Đây thì nó đang đặt ở trên cái chân ngựa của DeWatt. Cái mã của chân ngựa của DeWatt này, DWX724. Đây, các bác nào tra cái mã lên xem cái giá bên Mỹ là bán bao nhiêu. Chân ngựa của DeWatt nó làm rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Không phải cái màu nó đẹp mà là nói chung là cái thiết kế của nó sẽ khác, rất khác mấy phong mấy cái của ZOB hoặc Ozito. Cái này thì nó làm bằng nhôm thôi. Này thì bằng inox. Nó thiết kế nó khác hoàn toàn mấy cái của hãng khác. Cái này thì bác nào lấy combo thằng cưa trượt ZOB và chân ngựa DeWatt thì combo của nó là 6 triệu. Còn bác nào mua lẻ thì cưa trượt 3 triệu, chân DeWatt là 4 triệu. Mình mua lẻ thì tính ra thì nó 7 triệu mà mua combo thì 6 triệu nhé. Thì các bác cứ tra cái mã của cái thằng DeWatt thôi. Xem bên kia bên Mỹ nó bán hiện tại bên đó nó bán bao nhiêu và ship về Việt Nam nó khoảng bao nhiêu. Bác nào mình quan tâm tới thì mình cứ liên hệ nhé. Đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác.